tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Trong bản tin chiều ngày 30 tháng 4 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây cảnh sát dày đặc khi hàng trăm xe máy tập trung ở thành phố Ottawa trong ngày thứ hai của đoàn xe sấm rền Rolling Thunder. Canada chính thức tăng lệ phí thường trú nhân và những điều bạn cần biết. Bốn học viên quân sự hoàng gia Cadets RMC Kingston thiệt mạng khi xe của họ lao xuống nước. Bốn học viên này đang chuẩn bị tốt nghiệp. Thuốc uống Paxlovid không ngăn ngừa được Covid-19 ở các thành viên trong một hộ gia đình. 7 quốc gia mà chính phủ Canada mới ban hành cảnh báo du lịch Người Ukraine cầu xin giải cứu ở Mariupol Vợ của những người lính bảo vệ Mariupol đang cầu khẩn những binh sĩ được di tản Ukraine nói rằng Nga đã đánh cấp vài trăm ngàn tấn ngũ cốc Quốc hội Hoa Kỳ khởi động lại chương trình cho thuê thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cho Ukraine Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ trích sự can thiệp của Trung Quốc bên trong nước Úc Danh ca Celine Dion hoãn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì lý do sức khỏe. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Cảnh sát dày đặc khi hàng trăm xe máy tập trung ở thành phố thủ đô Ottawa trong ngày thứ hai của đoàn xe Rolling Thunder. Hàng trăm người đi xe mô tô trong đoàn xe Rolling Thunder, đoàn xe sắm rền, cùng những người đi xe máy, cựu chiến binh và những người ủng hộ họ đang diễn ra ở thành phố Ottawa vào thứ bảy. Hiện đang có sự hiện diện dày đặc của cảnh sát. Cuộc biểu tình bao gồm các sự kiện trên đồi quốc hội và tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia. Các cựu chiến binh vì tự do đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm tại đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia lúc 10 giờ sáng. Theo sau là khoảng 240 xe máy tham gia vào một đoàn xe vào trung tâm thành phố dọc theo phố Elgin. Kết thúc buổi lễ, đám đông diễu hành xuống phố Elgin để chào đón đoàn xe mô tô đang đi trên tuyến đường do cảnh sát vạch ra. Hàng trăm người xếp hàng dài trên đường phố, khi khoảng 150 xe máy chạy nhiều vòng. Trên phố Elgin Street, giữa Laurier và đoạn Albert Slater. Cảnh sát đã chặn đoàn xe mô tô cách đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia hai giải nhà và yêu cầu những người điều khiển mô tô đi ngược ra khỏi trung tâm trên một tuyến đường được chỉ định một người đã bị bắt sau một vụ việc trên phố Elgin trong đoàn xe mô tô. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục. Cảnh sát Ottawa nói rằng hai người đã bị bắt từ 8 giờ sáng. 33 phương tiện đã được kéo khỏi khu vực cấm kể từ sáng thứ Sáu. Trong một thông cáo báo chí vào tối muộn thứ Sáu, thì cảnh sát Ottawa đã xác nhận 7 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố. Cảnh sát cho biết nhiều cáo buộc khác nhau đã được đưa ra, bao gồm cả việc hành hung cảnh sát. Nhiều người trong số những người tham gia cũng là một phần của cuộc biểu tình đoàn xe tự do mà đã chiếm giữ thủ đô trong nhiều tuần vào tháng 2 để phản đối các quy định về vaccine, các hạn chế COVID-19 và Thủ tướng Justin Trudeau. Cảnh sát Ottawa đã dành phần lớn thời gian trong tuần để chuẩn bị cho cuộc biểu tình Roland Thunder đến các thành phố. Lực lượng cảnh sát đã cấm các phương tiện lưu thông trong trung tâm thành phố và tăng số lượng cảnh sát dự kiến tuần tra trên đường phố Cảnh sát Ottawa cũng đã chấp thuận bổ nhiệm hơn 800 cảnh sát Hoàng gia Canada để hỗ trợ việc cưỡng chế. Tính đến 7 giờ sáng thứ Bảy, các nhân viên pháp luật thành phố đã phát hành 417 vé phạt và kéo 30 xe liên quan đến cuộc biểu tình. OC Transpo là cơ quan vận tải công cộng của thành phố Ottawa, cho biết họ đang tăng cường sự hiện diện để hỗ trợ khách hàng và bảo đảm sự an toàn cho nhân viên tuyến đầu. Cơ quan này đã đăng trên Twitter rằng trung tâm Rideau, một trung tâm mua sắm ba tầng ở trung tâm thành phố đã bị đóng cửa vì cuộc biểu tình. Canada chính thức tăng lệ phí thường trú nhân và đây là những điều cần biết. Sẽ đắt hơn một chút nếu bạn muốn trở thành thường trú nhân của Canada vào tháng 5. Vào ngày 5 tháng 4, cơ quan nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada, gọi tắt là IRCC, đã cập nhật trên trang web của họ rằng Canada sẽ tăng lệ phí cho tất cả các đơn xin thường trú, tức là PR, bao gồm các hạng kinh tế, người có giấy phép, các diện nhập cư gia đình và nhân đạo. Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày hôm nay 30 tháng 4, có nghĩa là những người hy vọng chuyển đến quốc gia này sau ngày đó sẽ phải trả khoản phí đã tăng. Đối với các quý vị không biết PR là gì và ai có thể nộp đơn Thường trú nhân PR là người không phải là công dân Canada nhưng có quyền sinh sống và làm việc tại quốc gia này mà không có thời hạn lưu trú. Một người như vậy có hầu hết các quyền giống như là một công dân Canada. Họ nhận được nhiều lợi ích xã hội giống nhau, bao gồm việc trở thành thành viên đóng góp của kế hoạch hưu trí Canada, Canada Pension Plan, và nhận được bảo hiểm bởi hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân của tỉnh hoặc là vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, những gì họ không được hưởng là quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử ở Canada họ cũng không thể ứng cử vào các chức vụ dân cử ở bất kỳ cấp chính quyền nào. Họ cũng không thể làm các công việc trong lĩnh vực công hoặc là tư nhân mà đòi hỏi phải được kiểm tra an ninh cấp cao. Đối với các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, họ cũng không đủ điều kiện tham gia lực lượng quân đội Canada hoặc là cảnh sát. Để trở thành thường trú nhân của Canada, một người cần đăng ký IRCC theo một trong số các chương trình dành cho công dân nước ngoài. Các chương trình bao gồm Express Entry chương trình đề cử cấp tỉnh gọi tắt là pnp và công nhân lành nghề quebec diện nhập cư đại tây dương atlantic immigration class nhập cư kinh tế economic pilots chương trình người chăm sóc trực tiếp và các chương trình thử nghiệm cho người chăm sóc tức là live in caregiver program và caregivers pilots định cư diện doanh nghiệp liên bang và quebec đoàn tụ gia đình người được bảo vệ protected persons diện nhân đạo và từ bi humanitarian and compassionate, trong số những chương trình khác. Bốn học viên quân sự hoàng gia RMC Kingston thiệt mạng khi xe của họ lao xuống nước. Họ đang chuẩn bị tốt nghiệp. Bộ Quốc phòng cho biết, một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi bốn học viên tại trường cao đẳng quân sự hoàng gia ở thành phố Kingston, tỉnh Ontario thiệt mạng sau khi xe của họ lao xuống nước trong khuôn viên trường vào sáng sớm thứ Sáu cả bốn sinh viên này đều đã sắp tốt nghiệp. Sĩ quan chỉ huy của trường là Commodore Jose Kurt xác nhận vào tối thứ Sáu. Gia đình của những người đã khuất đã được thông báo. Cô xác định bốn học viên này là sĩ quan Jack Hogarth, Andre Honcio, Rodan Murphy và Andre Salak là các nạn nhân. Toàn bộ cộng đồng RMC rất đau buồn bởi mất mát bi thảm này. Cô Kurtz nói vụ việc xảy ra ngay sau 2 giờ sáng thứ sáu trên point frederick là một bán đảo tại căn cứ lực lượng canada kingston nằm giữa kingston harbour và navy bay trên sông st lawrence các nhà điều tra đã được nhìn thấy hôm thứ sáu kiểm tra đường và bờ biển trên thuyền và đi bộ chiều muộn thứ sáu các nhà chức trách đã kéo chiếc xe từ dưới nước lên sĩ quan chỉ huy kurtz từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc hoặc loại phương tiện liên quan với lý do là tính toàn vẹn của cuộc điều tra đang được diễn ra bởi cơ quan điều tra quốc gia của lực lượng Canada. Bốn sinh viên này đã chuẩn bị hoàn thành bằng cử nhân Bachelor of Arts của họ. Hogarth và Salek đang theo học các nghiên cứu về quân sự và chiến lược và sẽ trở thành sĩ quan thiết giáp trong quân đội. Còn Honcio đang theo học ngành quản trị kinh doanh và trở thành sĩ quan hậu cần. Còn Murphy thì chuyên về quản trị kinh doanh với ý định trở thành kiểm soát viên môi trường hàng không trong không quân Hoàng gia Canada. Liên quan đến dịch bệnh, thuốc uống Paxlovid không ngăn ngừa được COVID-19 ở các thành viên trong cùng một hộ gia đình. Pfizer hôm thứ Sáu cho biết một thử nghiệm lớn đã phát hiện ra rằng thuốc điều trị kháng virus bằng đường uống COVID-19 gọi là Paxlovid của họ không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm coronavirus ở những người sống cùng với người đã tiếp xúc với virus. Thử nghiệm này bao gồm 3.000 người lớn và những người trong gia đình tiếp xúc với một cá nhân đang có triệu chứng và gần đây đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Họ được dùng Paxlovid trong 5 hoặc là 10 ngày, hoặc là dùng giả dược. Giả dược là các viên nhìn giống như thuốc nhưng thực ra được làm từ đường hoặc là bột bắp và chẳng có chút chức năng y khoa gì. Những người mà dùng liệu trình 5 ngày có nguy cơ bị nhiễm bệnh thấp hơn 32%. So với nhóm dùng giả dược con số đó đã tăng lên 37% với 10 ngày dùng Paxlovid. Tuy nhiên, kết quả không có ý nghĩa thống kê và do đó có thể là do ngẫu nhiên. Pfizer cho biết dữ liệu về độ an toàn trong thử nghiệm cũng tương tự với các nghiên cứu trước đó. Cho thấy thuốc viên có hiệu quả 90% trong việc ngăn ngừa nhập viện ở những người có nguy cơ cao khi dùng trong 5 ngày ngay sau khi bắt đầu có triệu chứng. Giám đốc điều hành của Pfizer là Albert Bourla cho biết trong một tuyên bố rằng Mặc dù chúng tôi thất vọng về kết quả của nghiên cứu này, nhưng những kết quả này không ảnh hưởng đến dữ liệu về độ hiệu quả và an toàn mạnh mẽ mà chúng tôi đã quan sát được trong thử nghiệm trước đó để điều trị bệnh nhân COVID-19. Pfizer cho biết, thuốc Paxlovid bao gồm hai loại thuốc kháng virus khác nhau, hiện đang cấp phép sử dụng có điều kiện hoặc khẩn cấp ở hơn 60 quốc gia trên toàn cầu để điều trị bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao. thưa quý vị liên quan đến du lịch quốc tế bảy quốc gia sau đây chính phủ canada mới ban hành cảnh báo du lịch hiện nay thì việc hạn chế đi lại của canada đã được nới lỏng nhất kể từ trước khi đại dịch xảy ra nhiều người đang mơ về một kỳ nghỉ ở nước ngoài tuy nhiên vẫn còn một số nơi mà bạn nên cảnh giác khi đến thăm trong thời điểm này chính phủ canada thường xuyên đưa ra các cảnh báo và tư vấn du lịch cho những địa điểm mà họ cho là có khả năng không an toàn và bạn nên để ý đến những khuyến cáo này nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ quốc tế, cảnh báo du lịch có thể được đưa ra vì một số lý do, bao gồm những thứ như là mức độ tội phạm, tỷ lệ tội phạm bạo lực, bất ổn dân sự và thậm chí là mối đe dọa khủng bố của đất nước. Dưới đây là 7 quốc gia mới được đưa ra cảnh báo. Thứ nhất là Jamaica. Kể từ ngày 27 tháng 4, người dân Canada được khuyến cáo thận trọng cao khi đi du lịch đến Jamaica do mức độ tội phạm bạo lực cao. Theo liên bang thì tội phạm bạo lực bao gồm cả cướp có vũ trang và giết người là một vấn đề ở các thành phố lớn bất chấp sự hiện diện của cảnh sát. Mối đe dọa đối với khách du lịch được coi là rất thấp, nhưng du khách được khuyến cáo nên cảnh giác vào ban đêm, tránh đi bộ một mình và tránh xa các bãi biển, khu vực vắng vẻ và xe bus sau khi trời tối. Tiếp theo là Sri Lanka ngay bây giờ khách du lịch canada được khuyến cáo thực hiện một mức độ thận trọng cao ở sri lanka do tình hình an ninh ở đó cuộc khủng hoảng kinh tế đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt các nhu yếu phẩm cơ bản bao gồm thuốc men nhiên liệu và thực phẩm chính phủ canada cho biết ngoài ra thì các cuộc biểu tình về tình hình kinh tế tiếp tục diễn ra trong nước dẫn đến bạo lực và thương vong tiếp theo là ai cập Chính phủ liên bang nói rằng hãy thận trọng cao độ khi đi du lịch do tình hình an ninh khó lường và mối đe dọa khủng bố. Trên thực tế, chính phủ nói rằng nên tránh hoàn toàn một số khu vực của đất nước. Điều này bao gồm cả Governorate of North Sinai và khu vực trong vòng 50 km từ biên giới với Libya cùng những nơi khác. Có một nguy cơ đáng kể về các cuộc tấn công khủng bố trên khắp đất nước. Các cuộc tấn công có thể ở bất cứ đâu và xảy ra mà không có cảnh báo trước, kể cả ở Cairo, cảnh báo du lịch cho biết. Tiếp theo là Nam Phi. Du khách Canada được cảnh báo phải cực kỳ thận trọng khi ở Nam Phi do mức độ tội phạm nghiêm trọng đáng kể. Theo chính phủ, khách du lịch có thể trở thành nạn nhân của các tội ác bạo lực, bao gồm hành vi đánh cắp, tấn công có vũ khí, cướp xe, cướp và thậm chí giết người. Kế tiếp là Trung Quốc. Chính phủ Canada cho biết hãy hết sức thận trọng ở Trung Quốc do nguy cơ thi hành luật pháp địa phương một cách tùy tiện. Theo cảnh báo du lịch, các nhà chức trách Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp kiểm soát và kiểm dịch trên toàn quốc ngay bây giờ liên quan đến đại dịch Covid-19. Điều này bao gồm kiểm soát xuất nhập cảnh cho các thị trấn và thành phố có thể gây ra vấn đề cho khách du lịch. Tiếp theo là Nga. Hiện tại không phải là thời điểm tốt nhất để đến thăm Nga ngay bây giờ do cuộc xung đột đang diễn ra thông báo du lịch của Canada cho biết tránh tất cả các chuyến du lịch đến Nga do tác động của cuộc xung đột vũ trang với Ukraine, bao gồm hạn chế về số chuyến bay và các hạn chế về giao dịch tài chính. Bất kỳ người Canada nào trong nước đều được khuyến khích rời đi càng sớm càng tốt. Tiếp theo là Mexico. Chính phủ liên bang nói rằng khách du lịch nên hết sức thận trọng ở Mexico do mức độ cao của các hoạt động tội phạm và bắt cóc. Thông báo du lịch nói rằng một số vùng của đất nước tiếp tục đối phó với tội phạm bạo lực như là giết người, bắt cóc, cướp xe và tống tiền, ngay cả ở các điểm du lịch nổi tiếng. Du khách được khuyến cáo luôn cảnh giác ở lại các khu vực du lịch, tránh đi lại vào ban đêm và hết sức thận trọng trên các đường cao tốc lớn. Bạn có phải là một người thích nuôi những chú chó? Một nghiên cứu xác nhận những gì những người yêu chó có thể đã biết, đó là mỗi chú chó đều có tính cách riêng. Theo một nghiên cứu mới, nhiều định kiến phổ biến về hành vi của chó săn lông vàng là Golden Retrievers, chó lông xù hoặc là chó săn lông xù không được khoa học ủng hộ. Đồng tác giả nghiên cứu và nhà di truyền học Eleanor Carson của Đại học Massachusetts cho biết, mỗi giống chó có những đặc điểm tính cách khác nhau và thực ra mỗi chú chó là một cá thể riêng biệt và chúng cũng có tính cách riêng. Cô cho biết, những người nuôi thú cưng thích nói về tính cách con chó của họ như là một số chủ nhân tại công viên chó ở New York đã minh họa. Một người cho biết, chú chó Springer Spaniel Anh của cô ấy rất thân thiện, nhưng đôi khi cũng rất chảnh và kiêu. Một chủ nhân khác thì mô tả chú chó giống Labrador là thực sự bình tĩnh, lười biếng và nhút nhát. Sự nhiệt tình của những người nuôi thú cưng đã truyền cảm hứng cho nghiên cứu khoa học mới nhất của cô Carlson. Cô ấy muốn biết các kiểu hành vi được di truyền ở mức độ nào và giống loài của chó liên quan thế nào với tính cách của chúng? Câu trả lời là mặc dù các đặc điểm thể chất bên ngoài như là chân dài của chó săn, xám hoặc đốm của chó đốm đều được di truyền rõ ràng, giống chó không phải là yếu tố dự đoán chính xác về tính cách của bất kỳ chú chó nào. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, một số hành vi chẳng hạn như là hú lên, chỉ trỏ và thể hiện sự thân thiện với người lạ thì có một số cơ sở di truyền nhưng sự kế thừa đó không được truyền lại một cách nghiêm ngặt theo các dòng giống một số giống chó chẳng hạn như là huskies và beagles có thể có xu hướng hú nhiều hơn nhưng nhiều con chó thuộc các giống này lại không như vậy theo các nghiên cứu chỉ ra các nhà nghiên cứu không thể tìm thấy cơ sở di truyền cho các hành vi hung hăng và cũng như không có mối liên hệ giữa sự hung hăng và các giống cụ thể rất là lý thú Mời quý vị chia sẻ về hành vi cũng như là tính cách của chó cưng của quý vị nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị bấm nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem. Nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Người Ukraine cầu xin giải cứu Mariupol Vợ của những người lính đang bảo vệ Mariupol cầu khẩn những binh sĩ này được di tản. Ukraine nói rằng Nga đã đánh cắp vài trăm ngàn tấn ngũ cốc Quốc hội Hoa Kỳ khởi động lại chương trình cho thuê thời kỳ chiến tranh Thế chiến thứ hai cho Ukraine. Thủ tướng Úc Scott Morrison chỉ trích sự can thiệp của Trung Quốc bên trong nước Úc. Hồng Kông nới lỏng quy tắc COVID-19 cho phi hành đoàn nâng cảnh báo du lịch nước ngoài. Ấn Độ thu giữ 725 triệu đô la Mỹ tài sản Xiaomi do chuyển tiền bất hợp pháp. Danh ca Celine Dion hoãn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì lý do sức khỏe. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, trong diễn biến cuộc chiến tại Ukraine, người Ukraine đang cầu xin hãy giải cứu Mariupol, vợ của những người lính đang bảo vệ Mariupol cầu khẩn những binh sĩ này được di tản. Các lực lượng Ukraine đã chiến đấu hôm thứ bảy để ngăn chặn cuộc tiến công của Nga nhằm chiếm một khu vực công nghiệp phía đông cùng với chốt giữ cuối cùng của Ukraine ở thành phố cảng Mariupol, miền Nam nơi các máy bay chiến đấu và dân thường ẩn náu dưới một nhà máy thép bị hư hỏng nặng nề, phải chịu đựng những điều kiện đau đớn. Liên Hiệp Quốc tiếp tục cố gắng môi giới một cuộc di tản dân thường khỏi nhà máy rộng lớn từ thời Liên Xô này và những tàn tích bị ném bom khác của Mariupol, một thành phố cảng mà Nga đã tìm cách chiếm giữ và bị bắn phá nặng nề kể từ khi họ xâm lược Ukraine hơn 9 tuần trước. Theo các quan chức Ukraine, có tới 1.000 dân thường tại nhà máy thép Azovstal. Người Nga thì nói số lượng binh sĩ ở Ukraine tại nhà máy này vào khoảng 2.000 người. Video và hình ảnh được chia sẻ với hãng thông tấn AP bởi hai phụ nữ Ukraine cho biết, chồng của họ nằm trong số các chiến binh ở đó cho thấy những người đàn ông này đang bị thương không rõ danh tính với băng nhuộm cần thay, những người khác thì có vết thương hở hoặc là bị cắt cục tứ chi một nhân viên y tế đang điều trị cho ít nhất 600 người bị thương. Những người phụ nữ xác định chồng họ là thành viên của trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, họ nói rằng một số vết thương đã thối rửa và hoại tử. Trong đoạn video mà những người phụ nữ chia sẻ, những người đàn ông bị thương nói trước ống kính rằng Họ chỉ ăn một lần vào mỗi ngày và chia sẻ ít nhất 1,5 lít nước tức là 50 ounce nước mỗi ngày trong số 4 người. Nguồn cung cấp bên trong cơ sở bị bao vây đã cạn kiệt. Một người đàn ông cởi trần nói trong vẻ đau đớn rõ ràng khi anh ta mô tả những vết thương của mình. Hai xương sườn đã bị gãy, một lá phổi bị thủng và một cánh tay bị trật khớp đang treo trên da thịt. Người đàn ông này chia sẻ, tôi muốn nói với tất cả những ai nhìn thấy điều này. Nếu bạn không dừng điều này ở đây, ở Ukraine, chiến tranh sẽ tiến xa hơn tới châu Âu trong các diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các nhà đàm phán Nga và Ukraine nói chuyện hầu như mỗi ngày. Tuy nhiên, ông nói với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã rằng tiến trình không hề dễ dàng. Một cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong khi chiến đấu cùng với các lực lượng Ukraine. Gia đình của anh ta cho biết đây sẽ là cái chết đầu tiên trong chiến tranh của một người Mỹ trong chiến đấu. Hoa Kỳ chưa xác nhận báo cáo này hai chiếc xe bus chạy đến thị trấn Bobasna ở miền đông ukraine để di tản người dân đã bị phát hỏa và liên lạc với các tài xế bị mất thị trưởng Nikola Kaneltov cho biết lực lượng phòng không nga đã phát hiện một máy bay quân sự của ukraine trên vùng Bryansk của nga và cố gắng đẩy lùi chiếc máy bay này thống đốc khu vực Alexander Bokomas cho biết hai quả đạn pháo đã rơi xuống một ngôi làng ông cho biết không có ai bị thương nhưng một bến dầu bị hư hại để có được hình ảnh đầy đủ về trận chiến đang diễn ra ở phía đông là một việc khó khăn. Vì các cuộc không kích và pháo binh đã khiến việc di chuyển xung quanh của các phóng viên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cả Ukraine và phiến quân do Moscow hậu thuẫn đang chiến đấu ở miền đông cũng đã đưa ra các hạn chế chặt chẽ về việc báo cáo từ khu vực chiến đấu. Nhưng các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng cuộc tấn công của Moscow ở khu vực phía đông Donbass bao gồm cả Mariupol, diễn ra chậm hơn nhiều so với kế hoạch. Cho đến nay, thì quân đội Nga và lực lượng ly khai mà Moscow hậu thuẫn trong khu vực kể từ năm 2014 dường như chỉ đạt được lợi nhuận nhỏ trong tháng kể từ khi Moscow tuyên bố sẽ tập trung sức mạnh quân sự ở miền đông Ukraine. Về số lượng, nhân lực quân sự của Nga vượt xa Ukraine. Trong những ngày trước khi chiến tranh bắt đầu, tình báo phương Tây ước tính Nga đã bố trí gần biên giới khoảng 190.000 quân. Quân đội thường trực của Ukraine là khoảng 200.000 người, trải khắp đất nước. Bộ Quốc phòng Anh tin rằng các lực lượng Nga ở Ukraine có thể đang bị suy yếu về tinh thần, cùng với việc thiếu kỹ năng cấp đơn vị và hỗ trợ trên không không nhất quán. Với nhiều hỏa lực vẫn được dự trữ, cuộc tấn công được hứa hẹn của Nga vẫn có thể tăng cường sức mạnh và áp đảo quân Ukraine. Nhìn chung thì quân đội Nga ước tính có khoảng 900.000 quân nhân tại ngũ. Nga cũng có lực lượng không quân và hải quân lớn hơn nhiều so với Ukraine và sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận nhiều điều như vậy trong bài phát biểu hàng đêm của mình. Ở thành phố cảng Mariupol, khoảng 100.000 người được cho là vẫn ở trong thành phố với ít thức ăn, nước uống hoặc là thuốc men. Người phát ngôn của Liên hiệp quốc cho biết, tổ chức này đang đàm phán với các nhà chức trách ở Moscow và Kiev để tạo điều kiện cho việc đi lại an toàn những người phụ nữ đã cho biết chồng của họ đang ở trong nhà máy thép thuộc trung đoàn Azov. Nói rằng họ lo sợ những người lính này sẽ bị tra tấn và giết chết nếu họ bị Nga bỏ lại và bắt giữ. Họ đang cầu khẩn thực hiện một nhiệm vụ kiểu Dunkirk để di tản các máy bay chiến đấu. Liên quan đến chiến dịch Thế chiến thứ hai được thực hiện để giải cứu quân đội đồng minh bị bao vây ở miền Bắc nước Pháp, bất chấp cường độ giao tranh ở phía đông, một số người Ukraine đã cố gắng tìm đường trở lại khu vực đang bị đe dọa, đi ngược lại dòng chảy của gần 5,5 triệu người đã chạy trốn khỏi đất nước kể từ khi Nga xâm lược. Ukraine nói rằng Nga đã đánh cắp vài trăm ngàn tấn ngũ cốc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm thứ bảy cho biết, các lực lượng Nga đã đánh cắp vài trăm ngàn tấn ngũ cốc tại các khu vực của Ukraine mà họ chiếm đóng. Phát biểu với kênh truyền hình quốc gia Ukraine Thứ trưởng Taras Vysotsky bày tỏ lo ngại rằng 1,5 triệu tấn ngũ cốc được cất giữ trong lãnh thổ bị chiếm đóng cũng có thể bị quân Nga đánh cấp, một hành động mà họ cho là làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh lương thực toàn cầu. Bộ trưởng Nông nghiệp Mikola Sosky cho biết nạn trộm ngũ cốc đã gia tăng trong hai tuần qua. Ông cho biết tình trạng như vậy có thể tạo ra vấn đề lương thực ở những khu vực hiện chưa được kiểm soát. Bộ Nông nghiệp mới đây nói rằng Sáu khu vực ở Ukraine đã hoàn thành việc gieo hạt đầu xuân bất chấp sự xâm lược của Nga. Ukraine được chia thành 24 khu vực nhưng không có kế hoạch gieo hạt ở Luhansk ở phía đông do giao tranh ác liệt ở đó. Bộ không đưa ra dự báo thu hoạch ngũ cốc cho năm 2022, trong khi các nhà phân tích cho rằng sản lượng đạt 41,4 triệu tấn trong năm nay so với 86 triệu tấn vào năm 2021. Công ty tư vấn APK Inform cho biết xuất khẩu ngũ cốc vụ 2022-2023 có thể đạt tổng cộng là 33,2 triệu tấn so với 45,5 triệu tấn dự kiến cho niên vụ 2021-2022 kết thúc vào tháng 6. Tại Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ khởi động lại chương trình cho thuê thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai cho Ukraine. Hạ viện Hoa Kỳ ủng hộ áp đảo đạo luật hôm thứ Năm sẽ giúp xuất khẩu thiết bị quân sự sang Ukraine dễ dàng hơn tái khởi động đạo luật cho thuê đã giúp đánh bại Hitler trong Thế chiến thứ hai. Tiếp theo thì đạo luật sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Biện pháp này làm sống lại một chương trình có từ thời chiến tranh thế giới thứ hai, cho phép Washington cho các đồng minh của Hoa Kỳ mượn hoặc là cho thuê thiết bị quân sự. Trong trường hợp này thì sẽ giúp những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga, chẳng hạn như là Ba Lan và các nước Đông Âu khác cũng như là Ukraine. Trong số các điều khoản khác, dự luật sẽ cho phép Hoa Kỳ cung cấp thiết bị cho Ukraine ngay bây giờ, chỉ với một yêu cầu kỹ thuật để thanh toán vào một số ngày sau đó, về cơ bản là giao cho chính phủ Kiev. Hạ viện đã thông qua đạo luật cùng ngày mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu Quốc hội phê chuẩn thêm 33 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm hơn 20 tỷ đô la Mỹ cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự khác. tại úc thủ tướng scott morrison chỉ trích sự can thiệp của trung quốc bên trong nước úc thủ tướng úc scott morrison hôm thứ bảy đã cáo buộc trung quốc về mặt hình thức hoặc một báo cáo cho thấy có sự can thiệp vào chính trị đối ngoại tuyên bố này được đưa ra sau khi bộ trưởng bộ nội vụ úc nói rằng việc bắc kinh công bố thỏa thuận an ninh với quần đảo solomon gần đó là thời điểm để ảnh hưởng đến một cuộc bầu cử phát biểu trước các phóng viên tại bang tasmania của úc thủ tướng morrison nói rằng chúng tôi nhận thức rất rõ về ảnh hưởng mà chính phủ trung quốc đang tìm cách có được ở đất nước này có một hình thức cho thấy sự can thiệp của nước ngoài ở bên trong nước úc tuyên bố này được xem như là lời đáp cho yêu cầu đòi hỏi bằng chứng đối với tuyên bố trên đài phát thanh của bộ trưởng bộ nội vụ karen andrews người đã nói rằng thời điểm trung quốc tiết lộ thỏa thuận gần đây của họ với quần đảo solomon là một hình thức can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử của úc Phía Trung Quốc cho biết hiệp ước này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và kêu gọi Úc hãy tôn trọng các lựa chọn có chủ quyền và độc lập của Trung Quốc và Solomon. Tại quần đảo Solomon một ngày trước đó, Thủ tướng Manasseh Sogover đã tuyên bố với Quốc hội rằng nước này sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự hóa nào ở Thái Bình Dương, đồng thời cho rằng họ đã ký thỏa thuận với Trung Quốc vì một hiệp ước an ninh với Úc là không phù hợp. Liên quan đến dịch Covid-19, Hồng Kông nới lỏng quy tắc Covid-19 cho phi hành đoàn, nâng cao cảnh báo du lịch nước ngoài. Hồng Kông sẽ rút ngắn thời gian kiểm dịch bắt buộc tại khách sạn đối với tổ bay chở khách từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, trong khi đội bay sẽ được miễn trừ các bước kiểm dịch nghiêm ngặt, đã biến thành phố trở thành một trong những nơi bị cô lập nhất thế giới. Chính phủ cho biết trong một tuyên bố mới đây, những thay đổi có hiệu lực vào tháng 5 mang lại cho ngành công nghiệp hậu cần và thương mại hàng không của trung tâm tài chính toàn cầu, không gian tồn tại rất cần thiết. Hồng Kông cho biết họ cũng đã dỡ bỏ cảnh báo du lịch ra nước ngoài từ tháng 5, hơn 2 năm sau khi nó được triển khai lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2020. Hồng Kông có một số quy tắc Covid-19 nghiêm ngặt nhất thế giới. Những người không phải cư dân sẽ được phép vào thành phố lần đầu tiên sau hơn 2 năm kể từ tháng 5. Ấn Độ thu giữ 725 triệu đô la Mỹ tài sản Xiaomi của Trung Quốc do chuyển tiền bất hợp pháp. Hôm thứ Bảy, Ấn Độ cho biết họ đã thu giữ 725 triệu đô la Mỹ từ các tài khoản ngân hàng địa phương của tập đoàn Xiaomi của Trung Quốc sau khi một cuộc điều tra phát hiện nhà sản xuất điện thoại thông minh đã chuyển tiền bất hợp pháp cho các thực thể nước ngoài bằng cách chuyển chúng dưới dạng thanh toán tiền bản quyền. Cục thực thi đã điều tra hoạt động kinh doanh của công ty Trung Quốc về những vi phạm nghi ngờ đối với luật ngoại hối của Ấn Độ. Cơ quan chống tội phạm tài chính hôm thứ Bảy cho biết họ đã thu giữ tài sản trong tài khoản ngân hàng của Xiaomi Technology India Private Limited sau khi phát hiện công ty này đã chuyển số ngoại tệ tương đương 55,5 tỷ rupee cho ba pháp nhân có trụ sở ở nước ngoài, bao gồm một pháp nhân thuộc tập đoàn Xiaomi trong chiếu bài thanh toán tiền bản quyền. Cơ quan này cho biết thêm, việc chuyển tiền cho hai tổ chức không xác định và không liên quan khác có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng là vì lợi ích cuối cùng của các tổ chức thuộc tập đoàn Xiaomi. Ban giám đốc cho biết, số tiền khổng lồ như vậy dưới danh nghĩa tiền bản quyền đã được chuyển theo hướng dẫn của các đơn vị thuộc tập đoàn mẹ của Trung Quốc. Hành động của ban giám đốc báo hiệu sự giám sát ngày càng rộng rãi của họ đối với nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc văn phòng của họ Ấn Độ đã bị đột kích vào tháng 12 trong một cuộc điều tra riêng biệt về cáo buộc trốn thuế thu nhập. Một số điểm đánh dấu điện thoại thông minh khác của Trung Quốc cũng bị đột kích vào thời điểm đó. Tổng cục thực thi cũng yêu cầu công ty cung cấp chi tiết về nguồn vốn nước ngoài, các hình thức tài trợ và cổ phần, báo cáo tài chính và thông tin của các giám đốc điều hành, chủ chốt, điều hành doanh nghiệp. Xiaomi là nhà bán điện thoại thông minh hàng đầu của Ấn Độ vào năm 2021. Với 24% thị phần, theo Counterpoint Research, Samsung của Hàn Quốc là thương hiệu số 2 với 19% thị phần. Nhiều công ty Trung Quốc đã phải vật lộn để kinh doanh ở Ấn Độ do căng thẳng chính trị sau một cuộc đụng độ biên giới vào năm 2020. Ấn Độ đã viện dẫn những lo ngại về an ninh khi cấm hơn 300 ứng dụng của Trung Quốc kể từ đó, bao gồm cả những ứng dụng phổ biến như là TikTok. Đồng thời, thắt chặt các quy định đối với các công ty Trung Quốc đầu tư ở Ấn Độ. Tiếp theo là bản tin liên quan đến ngành giải trí. Danh ca Celine Dion hoãn chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vì lý do sức khỏe. Nữ danh ca người Canada Celine Dion đang phải lùi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình cho đến năm sau do chứng co thắt cơ nghiêm trọng và dai dẳng. Theo đội ngũ của nữ ca sĩ cho biết, tình trạng sức khỏe hiện đã khiến cô không thể tiếp tục biểu diễn và quá trình hồi phục sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mong đợi. Nữ ca sĩ Dion đã hoàn thành 52 ngày biểu diễn trong chuyến lưu diễn Kurt World Tour của mình trước khi đại dịch bùng phát vào tháng 3 năm 2020. Theo kế hoạch ban đầu, chuyến lưu diễn sẽ được khởi động lại vào ngày 25 tháng 5, nhưng hiện tại nó đã bị hoãn lại cho đến ngày 24 tháng 2 của năm 2023. Trong một tuyên bố riêng của mình, Celine Dion cho biết cô đã cảm thấy ổn hơn một chút, nhưng hiện tại cô vẫn chưa ở trong trạng thái tốt để có thể trình diễn. Nữ danh ca cũng bày tỏ rằng cô không mong muốn gì hơn ngoài việc chuyến lưu diễn được tiếp tục. Và phần tin này cũng đã kết thúc bản tin chiều ngày 30 tháng 4 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần chúng tôi xin kính chúc quý vị mạnh khỏe và luôn bình an hoàng anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo